À, anh ngồi đi. Tôi rất là xin lỗi anh. Vì anh Quân đi công tác nước ngoài, cho nên là tôi buộc phải nói chuyện với anh. Từ lúc mà Mai nó còn làm ở đây, vợ chồng tôi đã mấy lần nhắc nhở anh là khách hàng họ có phàn nàn về chương trình này game nọ làm chưa có ổn. Nên anh phải cố gắng làm việc hơn. Nếu mà công ty có phòng ngoại giao, tôi đã chuyển anh qua đó rồi. Đây là tôi coi anh như người nhà tôi mới nói. Việc gì nên chia ly thì anh hãy chia ly. Còn việc lớn thì anh phải biết cách tổ chức. Đằng này việc gì anh cũng chia ly, việc gì anh cũng đòi bao sân, rồi không việc gì ra việc gì hết. Tụi trong công ty nó tin lắm á. Thôi, tới giờ tôi đi họp rồi. Xin lỗi anh nha. Mình biết. Mình sẽ làm việc lại. Được rồi. Cảm ơn anh. Con chứ tờ này cô. Dạ cho con gửi lại. Mày làm biết phải không? Đi bán tiếp. Chưa tới giờ. Tao bắt các phần. Mày mốt điện tới xin tao đi nha. Dạ con mời quà ở mai mua. Có tiếng Anh cũng trẹo lưỡi luôn. Thì phải tập cho quen. Mày thấy thằng Bình Còi, thằng Tí sao mình không? Nó lăn ra bán giờ tiếng Anh giỏi, làm quen được nhiều khách Tây nữa. À, trời, lâu quá mới gặp thầy chết. Sao? Vụ đi du học của thầy tới đâu rồi? Dạ, chưa tới đâu. Em tính kiếm con vợ dắt đi luôn cho được. Em cũng bận gia đình. Tính đường đi sớm thì ổn rồi. À, em có thằng bạn đúng trò dội cho tiếng Anh, vừa luyện nói, vừa giải quyết. Em thức tình mà. Anh cho ra đây bán phụ nha. Dân tỉnh lên như em hồi trước. Nó nhỏ hơn em nhiều, làm công ty quảng cáo. Được thôi. Nhưng có điều nó phải chịu nói. Anh cho nó được bán luôn. Khi nào nó ra? Lúc nữa đi làm về, nó ra đây luôn. Chị Lý ơi, cho em ly cà phê. Tôi nghĩ chiến dịch này vừa quảng cáo tên sản phẩm rộng rãi, vừa hướng cho người dân biết nên xài loại sản phẩm nào. Còn người chưa xài thì nên biết vấn đề giữ vệ sinh. Và trường hợp dành cho nông thôn thì nên chọn sản phẩm giấy nào cho vừa túi tiền. Mà để làm được điều này, chúng ta cần phải tập trung nhân lực và triển khai rầm rộ liên tục thì mới mong đạt được hiệu quả. Được rồi, mình kết thúc ở đây. Ba bên ngày mai sẽ ra hợp đồng cuối cùng. Vì Nguyệt nghỉ phép, cho nên là hồ sơ cứ chuyển qua chỗ tôi. Còn phần giám sát sẽ do Quang thực hiện. Dạ. Cậu này trẻ, đẹp trai, lại có tài nữa, rất triển vọng. Vì chỗ đó nên sợ lắm. Cô nào ở công ty khác gù mà cậu ấy bay là mình công cốc. Dạ. Chào cậu. Dạ, chào. Dạ cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Dạ cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh chị. Dạ chào anh chị. Dạ, chào anh. Chị. Dạ chị về. Chào anh. Chúc mừng anh. Em thấy ổn. Cảm ơn em. Dạ cho, ngồi đi. Đây là anh Hải, chủ sạp báo. Chào em. Kia là chị Lý, vợ của anh. Chuyện của ông tôi nói hết rồi. Ông có gì cứ hỏi anh Hải. Ở đây thì vậy, ngày có 10 khách quen, có thể vào báo tận nhà để nói chuyện. Thích thì em cứ ra đây mỗi buổi chiều. Ở đây cũng vui, nhiều thành phần. Xích lô, mấy đứa nhóc nói tiếng Anh giỏi lắm, em đừng ngại. Em cảm ơn anh trước. Em cũng sợ anh ngại. Dịp ra đây làm việc với anh. Có gì đâu. Bạn của thằng Khánh đi chích mà. Gọi như em Út. Út trước. Út xuống. Ở đây có khách châu Á không anh? Ví dụ như là Nhật, Hàn hay là xứng gì đó. Nhiều. Mà tiếng Anh tụi nó cũng lạ lắm. Nghe nhiều khi cười bể bụng vậy đó. Nếu trò dội thì nên học tụi tay. Hỏi anh vậy thôi, chứ đã ra đây rồi, phải nói tốt hết, bao ai cũng chơi. Very good. Ok, vậy là ổn rồi nha. Em về. Đi trước nha. Ngày xưa nó cũng mượn chỗ này để xả. Chính vậy mà tiếng Anh tiếng Pháp của nó giỏi lắm. Em cũng không định xả gì. Có điều tinh thần không được tốt, không có thời gian đăng ký học, sợ bỏ tiền bỏ lớp giữa chừng. Nghe thằng Khánh nói ra đây có nhiều cái vui hay, học nói tốt. Trong sự nhận chị bảo nha. Ok. Con. Dạ. Nè. Đây, chè hạt sen đây. Má để lạnh rồi đó. Má tính bồi bổ con thành con heo uống hay sao? Hết đậu đỏ chè hạt sen, lại còn gà ác tìm thuốc bắc nữa. Cây có một trái, không lo cho con thì lo cho ai. Chè không có ngọt đâu, con ăn xong đi rồi học tiếp. Dạ. Má có quấy rầy con đâu. Đúng rồi, má về phòng coi phim với anh Minh đi. Hay kêu ảnh chỉ lên mạng chat. Thôi đi, hai cho con lúc nào cũng giỡn được hết. Cô ơi cô ơi, cô sao không cô? Cô ơi, cô sao không cô? Cô ơi, cô bị sao vậy? Cô bị lên cơn, càng ngày càng nặng. Chị Lan đi kêu xe taxi nãy giờ sao lâu quá trời luôn. Cô ơi, cô. Cô ơi cô. Alo, chị ơi, cho một chiếc taxi đến lô B chung cư Chuồn Chuồn giùm em nha. Lẹ lẹ nha chị. Dạ dạ. Cô ơi cô. Cô ơi. Cô ơi cô. Má ơi. Trời, ở đó nhà má tôi đâu có về đâu. Anh có bơm thuốc cho má tôi chưa? Bơm hai lần, hết thuốc rồi. Quay quay, xe tới rồi kìa, đỡ cô dậy đi. Để tôi. Mày đi theo Lan luôn, có gì nhớ gọi cho tao nha. Ừ. Má ơi. Má. Nhanh lên đi anh. Mày đi theo xe luôn, có gì nhớ gọi cho tao. Biết rồi. Em đi bắt Tài ơi. Em muốn nói chuyện với anh được không? Em ơi, dạ. Báo với các trưởng phòng là 1 tiếng đồng hồ nữa họp giùm chị nha. Thôi, dạ. Lên phòng họp đi, anh có việc cần nói. Dạ, rồi. Chú lên họp luôn nha. Dạ. Chuyện vụ gì vậy? Em có hẹn với trợ lý bên ngoài để cáp mấy mẫu mới. Luôn cả vụ phim chụp hình của Thái Lan nữa. Thôi, quá là anh cuối giờ sáng đi. Dạ. Dạo này ba tí con học mọi lúc mọi nơi mà coi bộ. Bà để ý tới con gái dữ ha. Tại vì chương trình học căng quá à. Con muốn tạo cho mình cảm giác thoải mái. Dạo này ba thấy con thay đổi nhiều quá. Từ khi quen thằng Quang, ba rất vui. Thấy con gái mình trẻ trung ra. Không như mấy lần trước, con cứ cằn nhằn rồi bắt ba má ra đỡ đạn giùm. Nhưng con để cho ba nói hết được không? Ở đời Nhân vô thập toàn, người nào chấp nhận được là vui. Con gái mà, con cứ như vậy hoài, ba má lo lắm. Ba thấy thằng Quang nó cũng được á. Con muốn gì từ từ nói, đúng không? Hay để ba má nói giùm cho. Con làm đùng đùng hơn, hai đứa khổ. Ba biết con học như cái tâm không yên, khổ lắm. Nếu con muốn vượt qua giai đoạn này thì con phải mạnh dạn hơn nữa. Một quãng chuyện đi du học, rồi từ từ mình tính. Con cứ thoải mái, tự tin quên chuyện tình cảm đi một thời gian, con mất đi đâu mà lo. Và sau đó mình đối dịp lại từ đầu, đúng không ba? Vậy là con đã hiểu rồi phải không? Nếu không thì con sẽ bị tẩu hóa nhập ma cho bà con. Không bao giờ, con gái bà giờ siêu lắm. Dạ, không có gì cô. Sở dĩ có sự thay đổi này là bởi vì tôi và anh Quân muốn giao đúng người đúng việc, kết hợp với lại chính sách nâng cao kiến thức cho những anh chị nào có năng lực. Tôi nghĩ chắc không ai phiền lòng. Sắp tới Quang phải đi học tuần 3 buổi đêm về chăm sóc khách hàng, do chuyên gia từ Singapore qua đây phối hợp với Hiệp hội Quảng cáo của thành phố giảng dạy. Còn anh Ngọc, nếu chuyên về đối ngoại thì hãy sắp xếp đi học theo lịch của công ty đi. Anh Tân đây sẽ làm nhiệm vụ trưởng phòng thay anh, còn bộ phận casting giao hẳn cho bên ngoài. À, tôi xin lỗi cắt lời của anh Quân. Trường hợp của Phương, sau khi tham khảo ý kiến tôi quyết định chuyển Phương về làm chung phòng khách hàng với Quang. Bởi vì thời gian qua Phương đã có sự tiến bộ rất là rõ rệt. Sẽ có một người khác thay thế Phương hỗ trợ cho anh Ngọc và anh Tân. Tôi hy vọng là sau sự thay đổi nhân sự này thì tất cả các anh chị sẽ ủng hộ công ty và làm việc hết mình. Cảm ơn. Má, sao lâu quá má không điện cho anh Hai Quang về chơi? Điện làm gì? Tụi bay chỉ làm khổ nó hả? Mày thì nằm đây, còn một thằng ở trển không biết có ra hồn gì không nữa. Tao không muốn nó gánh nữa. Nó có tiền lo cho ngoại với bản thân nó là được rồi. Thì mai mốt má cứ gọi cho ảnh đi, kêu anh rảnh về chơi. Con xuất viện có chuyện muốn nói với ảnh, chuyện lớn đàng hoàng đó nha. Mày tính làm gì? Muốn mần sở nào cũng phải bàn với tao với ba mày nè. Nó chỉ hướng dẫn, phụ giúp chút đỉnh thôi. Mày... Con biết rồi mà, gặp ảnh mới nói hết được. Anh giờ mới được thăng chức, khổ nhất đó chính là phòng em, vị trí cũ của em. Anh còn biết anh vui không? Muốn gọi điện chia sẻ với em. Sao người với thơ tới cùng một lượt vậy nè? Tại thơ đi chậm thôi, mà trong thơ anh cũng đâu có nói là sẽ về đâu. Anh muốn dành cho gia đình mình một sự ngạc nhiên đó mà. Nhìn em làm đẹp hơn. Hai bác khỏe không em? Cảm ơn anh. Má má em vẫn khỏe. Em thì cũng vậy thôi. Nhà mình nhìn lạ quá em à. Anh vô nhà ngồi chơi nha, để em kêu ba. nay rảnh hay sao gọi điện về cho ngoại vậy? Dạ, con xin lỗi. Lâu quá rồi con không gọi điện, cũng không về thăm ngoại nữa. Con gọi báo cho ngoại biết, con mới được lên chức tăng lương. Ngoại mừng không? Mừng chứ, lo để dành tiền cưới vợ đi con. Cưới con Nguyệt á, được đó. Phải lo cho nó ăn nhiều chút, gầy quá. Con gái á, phải có da có thịt một chút, coi mới được chứ. Thôi chuyện đó tính sau đi ngoại. Lúc này ngoại ăn được không? Ngủ được không ngoại? Vì mày á, lo nuôi thằng Lượm. Tao rầu quá khó ngủ. Lo quá lo không biết có ai thù oán gì nó không. Thôi không sao đâu ngoại ơi. À ngoại cúp máy đi, chút xíu con gọi lại nha ngoại. Tại con có điện thoại. Dạ con xin lỗi ngoại. Alo. Tao mới nói chuyện với thằng Quang. Ủa, nó có nói chuyện gì không má? Nó báo vừa được lên chức lên lương. Phải biết về sớm một chút nói chuyện với nó. Mà thôi, đợi thằng Lượm xuất viện á, rồi nó về luôn. À. Dạ, cảm ơn anh. Mới đây mà hết năm nhanh quá. Con số ở Đà Nẵng công ty không làm, nên Quang cứ lấy trọn lương. Thực ra ký mà làm á, thì lúc lãnh lương mới sướng. Chứ còn... Đừng nghĩ ngợi nhiều, lúc nào rảnh tới nhận tiền ha. Ok, cảm ơn anh. Vụ gì chứ lãnh tiền làm nhanh lắm. Dạ, chào anh. Alo Quang nghe. Em Nga bên công ty CA đây. À, chào Nga. Vụ kem đánh răng nó được chìm rồi đó. Vụ kem đánh răng à? Vậy mà mình tưởng là chìm xuồng luôn rồi chứ. Đâu có. Tụi Tây đi việc lại khó lắm. Bây giờ ổn em mới gọi cho anh đó. Ủa, em nghe nói anh Hoàng chuyển phòng rồi hả? Ừ, mình mới chuyển. Nhưng mà mấy job cũ mình vẫn làm cho xong. Vậy chừng nào tiến hành? Để mình nói trợ lý báo với tụi diễn viên nhí. Tụi Tây rồi xem lại và test lại lần cuối. Khoảng ngày mốt là mình có thể tiến hành rồi đó. Vậy à? Mấy ông Tây này nhiều chuyện quá. Thôi được, mình sẽ báo với trợ lý. Nếu mời được tụi nó thì mời. Vì tụi nó học nhiều giờ khác nhau, tan học còn học thêm đủ thứ nữa. Mà nè, mình nhắc lại, phụ huynh họ không cần tiền nên rất là khó chịu. Đừng hành hạ con họ quá. Họ mà đổi ý là mình thua đó. Em biết rồi, anh yên tâm. Ok, có gì bên này sẽ liên lạc lại. Alo Đức nghe. Alo Đức hả? Quang nè. Tụi kem đánh răng muốn gặp lại mấy đứa bé bữa mình cast. Được không Đức? Để em coi rồi báo anh sao. Ok, cảm ơn Đức. Chào bác. Ủa, bác nhận không ra? Sao con ăn mặc gì bụi quá vậy? Con về hồi nào? Dạ, con về hôm qua. Con ăn mặc về cho Nguyệt thấy có sự thay đổi rõ ràng. Thôi, cái con đó chỉ có giỏi cái miệng thôi, chứ đâu có làm được tới đâu đâu. À, mà con về báo tin mừng lấy vợ phải không? Không khéo thì cha già con mọn đó. Dạ, cũng chưa qua dự ý hết, ngoài Nguyệt. Thôi, chuyện cũ rồi, cứ coi như bạn hay là anh em đi, không có duyên mà con. Dạ, con hiểu. À, chiều tối hai bác có rảnh không ạ? Con mời đi ăn. Con ở Sài Gòn hơn 1 tuần, sau đó phải ra Hà Nội có chút việc. Lúc sáng con có ghé qua nhà. Vậy hả? Rồi bác trai nói sao con? Dạ, bác trai không có nhà, còn Nguyệt thì không hứa. Để bác alo xem sao. Tại vì Nguyệt nó sắp thi TOEFL đó, đang đợi thư trả lời của Hồng Kông đó. Bác nghĩ là chắc nó không có đi được đâu. Để có gì bác gọi. Nhưng mà hình như con đâu có xài điện thoại phải không? Dạ con cũng vừa mua số à. Có gì bác gọi cho con số này. Dạ đây. Con ở khách sạn gần đây thôi bác. Vậy con về, con chờ tin nha. Dạ chào bác. Mình cũng vào thấy kệ. Thấy công ty tuyển thì mình vô. Chứ bên My Production thì thật sự mình cũng đang giữ chức vụ này. Thôi anh em cứ hỗ trợ nhau, anh đừng có nghĩ ngợi gì. Đâu có, tại mình kham không nổi. Có lẽ công ty nhà mình làm khâu giao dịch tốt hơn là theo dõi hay lập ra kế hoạch của từng chương trình, mấy game show. Chương trình thi tố tài năng á, mình chưa có quen. Mình sẽ giao lại tất cả tài liệu cho cậu trong nay mai, bởi thông báo hơi đột ngột. Ở phòng này á, kể cả Tân là 3 người. Chắc là Tân nắm hết rồi chứ? Ok. Sao? Ngồi chỗ này ổn không? Dạ, được anh ạ. Em thấy anh dạo này khác trước nhiều quá. Không biết tại em không làm chung phòng hay tại... Thì bây giờ chung phòng rồi, em thấy anh có khác gì đâu. Chẳng qua là lúc trước công việc chưa rành, bây giờ thì khoa học hơn. Còn con người anh thì vẫn vậy thôi. À, hay là tại em chín chắn hơn, yêu nhiều hơn, cho nên... Thôi, không phải gì đâu. Alo, Nga. Sao vậy anh? Mình đã báo giùm rồi. Gấp giùm em đi, còn mấy order nữa, sắp tới hiện diễn rồi. Cái gì cũng phải từ từ chứ, cả tháng này sống hối. Bộ bây giờ muốn là có được liền sao? Chiều nay 6 giờ, lúc nào có sẽ báo sau. À, bây giờ anh có việc phải đi. Mai phòng mình họp tổ chức công việc lại cho tốt nha. Dạ, tùy anh. Mai thi rồi, tự dưng bữa nay có Bình về, con lại đòi đi ăn với nó. Ba má chiều con, chứ thiệt tình ngại ghê. Có gì mà ba má phải sợ. Nhớ hồi trước, bao nhiêu lần ảnh rủ, nhà mình có ai chịu đi đâu. Bởi vậy lần nào mặt anh cũng biết gì. Con nghĩ mình không làm gì quá đáng là được. Lâu lâu tạo cho người khác niềm vui cũng là một điều hay phải không ba? Ba biết con gái ba gì mà. Dù có tập kiểu này từ lúc nào nhỉ? Nếu không phải thằng Bình thì ba cũng không đi đâu. Thôi ba má cứ thoải mái giùm con. Lát nữa tới nhà hàng có nhiều chuyện để nói thì mình sẽ vui hơn. Không lẽ con đang muốn tạo niềm vui để ngày mai thi ba má không giúp hả? Ai gọi xem không nghe? Có số máy lạ cứ gọi em hoài à. Khóa máy thì sợ người khác gọi không được. Ở Mỹ mấy vụ này police điều tra dễ lắm đó. Ở đây hai bác thấy thoải mái không à? Cũng được cháu à. Dạ, con mời hai bác. Uống đi. Mình không phải là người như vậy. Lẽ nào tay mình trở về? Không thể nào. Mình có trách quan cho mình không? Sao để vậy? Anh chỉ đưa cho mấy đứa nhỏ đi vào một chỗ. Có gặp thằng Tây không? Sao mặt mày còn so vậy? Dạ kẹt xe, em chỉ gặp người làm của ta. Anh Hải có quen người nào biết mấy ông này không? Nhà văn Nguyễn Văn Sáng và mấy cô ca sĩ nữa không? Để coi, gặp ai quen anh sẽ hỏi cho em. Mà em muốn gặp họ để làm gì? À, quên, giới thiệu với em. Đây là anh Quang, làm ở công ty quảng cáo. Anh ấy muốn luyện thêm tiếng Anh nên ra đây phụ bán với anh. Còn đây là Hitomi, người Nhật, sinh viên năm cuối Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ngành Đông Nam Á. Ngạc nhiên phải không? Hitomi nói tiếng Việt giỏi quá phải không? Chào, lâu quá gặp hoài. Trời, Em chưa bao giờ thấy người miền Nam lại có kiểu chào ấn tượng như vậy. Anh phải hỏi là em qua đây lâu chưa, bao nhiêu tuổi và nhà ở đâu. Thấy chưa em, Itomi rất rành về món ăn, giọng nói và tiếng nóng của vị chị. À, quên, Quang làm ở đây. Quang chưa bao giờ gặp người nước ngoài nào nói rành tiếng Việt mà lại nói giọng Nam Bộ hay như vậy nha. Mà Itomi đang làm bài tập tốt nghiệp về mảng đề tài nào mà lại hỏi mấy ông đó? Chưa biết. Itomi đang tìm hiểu về nhạc sĩ này nhưng rộng quá. Các sáng tác của ông có nhiều giai đoạn và sợ là làm không tốt, đâm ra sơ sài bị mọi người chê. Chắc Itomi mắc cỡ chết quá. À, nhưng mà còn một cái đề tài nữa rất là hấp dẫn, đó là về ẩm thực Việt Nam. Itomi đang tham khảo mà chưa ngã ngủ. Tiếng Anh của Itomi good lắm nha, nói dễ nghe nữa. Làm quen đi, lúc tiện cứ trao đổi bằng tiếng Anh. Ừ, sẵn sàng thôi. Nè, nhưng mà nói trước đó nha, Itomi chỉ biết giao tiếp tiếng Anh sơ sơ bình thường thôi, chứ đừng có nghe lời anh Hải, coi chừng bán lúa giống đó. Trời ơi, biết luôn cả câu bán lúa giống nữa trời. Ừ. Quá dữ, quá dữ. À thôi, em phải về đây. Mấy bữa nay phải chờ anh Hải dọn hàng xong em mới về. À, mà tối nay anh Quang rảnh không? Đi chơi với tụi em, bạn em toàn sinh viên không hả? Để coi. Nếu rảnh thì đi với Itomi, nhiều khi có nhiều cái hay. Itomi cho Quang số phone đi, có thể rảnh Quang sẽ gọi cho Itomi xong một tiếng nữa nha. Ok. Anh Quang đưa tay ra đây. Bye bye. Em về nha. Bye. Để Quang dắt cho. Đúng rồi, thì tôi mới về nha. Cảm ơn Quang. Bye bye. Cảm ơn Quang nhiều, bye bye. Má thấy bữa nay con vui lạ hơn mọi khi đó. Má nói vậy là sao? Vui là vui chứ có gì đâu. Lâu lâu mới gặp anh Bình mà. Bình thường thôi. Má chỉ khuyên con nên tỉnh táo. Hồi nãy có phải thằng Quang nó gọi điện thoại cho con không? Không có chuyện gì mà giấu được má hết trơn á. Cái người cố tình chạy qua mình là ảnh đó má. Má thấy hình như vậy, dáng quen quen. Thôi tắm rửa đi con, thi xong á rồi tụi con ngồi nói chuyện lại với nhau. Dạ, chuyện gì má cũng biết hết á. Hay là đó đó, lại nói má làm thì bói đây chứ gì. Con này. Alo Quang nghe. Xin lỗi ai vậy? Mình là Nga. Xin lỗi rồi Quang giờ này. Quang ơi, sao chưa ai gọi cho mình chuyện mấy đứa bé vậy? À mà còn chuyện này nữa. Nga cứ nói đi, mình nghe. Tiền cắt xê chắc tính 20 đô một đứa thôi. Chốt này bèo lắm. Giờ này mà Nga còn trả giá là Quang chịu thua. Chuyện đó là chuyện của công ty, Quang không dám quyết. Mà nói thiệt với Nga nha, Cái show này là làm chơi thôi, chứ bên công ty Quang chẳng có được bao nhiêu % đâu. Mà nếu Nga thích á, thì làm luôn đi. Quang cũng khỏi phải cần gọi mấy đứa nhỏ lên. Quang không muốn hành hạ phụ huynh với mấy đứa nó, tội nghiệp lắm. Quang nghĩ rồi, chắc show này cắt luôn. Làm ăn kiểu này mệt mỏi lắm. Thôi ha, gặp lại sau nha. Tôi mua máy này đúng không? Ông đem tặng cho bà bán thuốc lá đi. Tôi không biết nói sao. Tôi đi chơi mai về. Tôi về lấy thêm đồ đi Vũng Tàu. Cô ơi cô ơi. Còn cô mua cái máy này tặng cô. Khi nào mà cô bị lên cơn á, cô lấy cái máy ra, cô sẽ thuốc vô miệng nha. Cảm ơn cậu. Bữa mà không có cậu tôi biết làm sao nữa. Không có gì đâu cô. Cô nhớ làm như con chỉ dẫn nha. Dạ. Mà con nói cô cũng đừng có giận. Chứ con thấy cô mê đánh đề quá. Để dành tiền mua đồ ăn tẩm bổ nha cô. Bây giờ cậu nói vậy tôi cũng đỡ lo lắm rồi. Dạ thôi con đi. Cảm ơn cậu. Chúc em ngày mai thi tốt. Anh luôn ở bên em, Bình. Anh lại hiểu lầm rồi. Dù sao vẫn cảm ơn anh. Nga làm phiền tôi quá đi. Tôi đã không bắt máy rồi, Nga phải tự hiểu chứ. Nga biết mai là ngày nghỉ không? Hả? Đừng gọi nữa giùm. Để xử chút đi. Mọi người đi đâu vậy? Daisy, con nói chuyện điện thoại xong chưa? Xong rồi. Xin lỗi mọi người nha. Chuyện công ty mà cứ làm phiền mình hoài à. Thì cứ nói cho họ hiểu. Mà đó là chuyện của Quang. Thôi, Quang có đi với mọi người không? Ok, đi. Sắp mưa rồi. Thôi Quang, chưa mưa mà. Không sao thì không biết mưa. Xong chưa? Em chị các bạn có nhảy đi, để tôi đứng đợi hoài kìa quá. Anh không chịu em ôm, đi xe thì quá em ôm, vô đây thì vậy đó. Chắc là chị không ABC quá à. Anh có chịu ôm em không nè? Mày hay lắm, mày đặt nhờ người ta chỉ hả? Đi hai lần nữa đi cô rồi biết đi. Nè, hai người ôm nhau đi, nhảy đi. Công nhận má nó hay thiệt á. Sáng chủ nhật nào cũng cho cha con tụi tôi ăn một món, mỗi lần món khác. Mùi này hình như là hủ tiếu Mỹ Tho phải không? Anh đoán hay quá ha. Đây, con đâu rồi anh? Anh nói nó xuống làm sáng rồi còn đi thi nữa. Con đây nè. Của con nè. Sướng quá, ngày nào cũng như vậy, cha con mình khỏi ra ngoài ăn sáng ba hết. Thôi đi, ở đó mà phục vụ cha con mấy người, đèo bồng quá. Ăn lẹ lên rồi còn đi thi nữa. Ba đưa con đi, rồi đưa má đi chợ ra cửa hàng. Sau đó, ba tới nhà mấy người bạn một chút, rồi về đó con. Bữa nay mình được cưng quá. Sao hồi xưa ba má không xin thêm cho con, hai ba đứa em nữa? Hỏi ba con đó. Bà sinh nhiều đứa như con, sao nuôi nổi. Alo, Đức hả? Trời ơi, vụ em đánh đàn bà nghe gọi tôi suốt đêm. Sáng nay cũng vậy. Bà biểu tôi cho số nhà của ông, tôi nghi rồi. Có chuyện gì không? Tôi quên gọi nói anh. Đừng có cho bà gặp diễn viên của mình. Bực mình. Làm việc cho tay mình cứ trả giá như là ở ngoài chợ Việt Nam á. Số này cắt luôn. Phải làm cho tụi nó bẻ mặt một lần mới tợn được. Đừng có cả chớp. Alo. Lỗi của anh đừng có máy. Mình là Nga đây. Chị muốn gì? Nói đi. Tôi đang bận. Chú kia bánh răng tôi à. Số đó xong rồi. Chị có quyền lấy diễn viên người mẫu của chị cho khách hàng. Ha. Công ty tôi không cộng tác với chị nữa. Mệt quá. Anh đừng nóng. Tại tụi khách hàng bên Nga khó quá. Con tới loạn như vậy. Mai cho tụi nhỏ tới ngoài. Công ty Nga sẽ trả cho tao lên với anh gấp đôi. Phí sạc cũng gấp đôi luôn. Chị nghĩ sao vậy? Khách hàng của chị là ai? Chị nên nhớ chồng chị cũng là người nước ngoài mà. Ha? Chị làm ăn cái kiểu gì mà cứ như vụ con nít vậy? Bây giờ tôi không phải là người quyết định. Tôi chuyển phong làm việc rồi. Giờ thì coi như xong. Lúc đầu tôi đã cố giúp chị rồi, vậy mà chị cứ trả giá hoài là sao? Trợ lý của tôi mới biết nhà diễn viên ở đâu, còn công ty mới quyết định làm việc với chị hay không, chứ không phải tôi. Sao không phải được không hả? Cũng được. Thôi bye bye, mình về nha, bye. Alo, con nghe ba. Dạ, con biết rồi. Con đang qua đường nè. Alo. Anh nè. Anh đón em ở góc đường. Dạ. Lên xe trở về. Anh có chuyện muốn nói với em. Anh sao vậy? Lên xe. Bữa khác đi. Hôm nay ba em đón em. Em mới thi xong còn mệt đó. Ba đón hay ai đón? Ai đón cũng được, tùy. Quá ra anh cũng bình thường như bao nhiêu người khác thôi. Con làm gì vậy? Dạ, con đón Nguyệt. Con đi làm với Nguyệt hoài cũng được. Con không biết bác đón. Tụi con có chuyện cần nói với nhau. Chuyện gì cũng phải từ từ. Cậu biết nó nói chuyện xong mệt lắm không? Cậu nói gì mà làm nó khóc. Con xin lỗi. Con xin lỗi. có hẹn với nó, sao không nói cho ba biết? Con không có. Mà sau đó tới, tụi nó nói gì mà làm con khóc. Ba không biết hai đứa tính sao nữa. Chỉ là hành hạ nhau chứ đơn kiểu gì. Ba cho con ra cửa hàng má đi. Thôi, ba chở con đi ăn nha. Bánh tập bị ngay đường Hai Bà Trưng. Con không muốn ăn. Thi làm bài được là mừng rồi đó con. Hãy dẹp bỏ bộ mặt ủ dột đó đi. Giúp ba lấy hàng được không? Nè, con thấy kiểu giống vậy nè mà sai lớn hơn. Má đã gọi điện rồi đó. Sẵn con ra chợ Bến Thành mua cái gì về ăn tối luôn ha. Đi đi con. À, dạ chào bác. Sao? Con có hẹn bạn bè đi đâu chơi hả? Dạ không, con không hẹn ai hết. Không biết Nguyệt làm bài thi được không mà con gọi thì Nguyệt tắt máy. Nó mới ở đây nè. Bác nghe nói làm bài cũng khả quan lắm. Bác vừa mới nhờ nó đi lấy hàng giùm bác đó. Vậy à, vậy là mừng rồi. À, cha, mua đồ cưới sao không mua bên bển? Hàng ở đây sao đẹp bằng? Anh tới lâu chưa? Em vừa đi là anh tới đó. Má, hàng nè. Má cất đồ ăn luôn. À, làm vậy được rồi, tối xin má đi chơi đi. Lần nào thì anh cũng đúng lúc, nhưng lần này anh trễ rồi. Tối nay em có hẹn với nhỏ bạn. Ủa vậy à? Vũ trường nào vậy? Cho anh đi với. Em không biết, nó gọi thì em tới thôi. Mấy anh Việt Kiều thiếu gì cô theo. Tụi em con gái đi chung với nhau thôi. Đâu phải lúc nào Việt Kiều cũng có nhiều cô đâu em. Mà hồi ở Việt Nam anh cũng có quá trời cô theo chứ bộ. Nhưng anh chỉ theo một cô mà. Trời đất ơi, anh mắc Bình Chảnh hồi nào vậy ta? Anh cứ lo việc của anh đi. Bữa nào trước khi anh về em mời anh một bữa. Vậy cũng được. Chúc em tối nay vui vẻ. Con chào bác. Thôi anh đi. Con gái má làm sao vậy? Kệ, vậy cho người ta đừng hiểu lầm. Tối nay con có đi với ai đâu. Còn nói dối thôi mà.